nói như vậy thì sự tự do của người phụ nữ trong hôn nhân không phải là phụ thuộc vào người chồng hay là đứa con hay là gia đình hay là cái tờ giấy đăng ký kết hôn chính xác cái 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 tư sự tự do đó nó tùy thuộc vào mình mình do mình sắp xếp sau khi lấy chồng sinh con phụ nữ nào cũng vậy thôi họ sẽ bị ràng buộc bởi vì là họ ràng buộc là đi làm xong còn phải về phải lo chăm chồng lo uh, cơm nước chồng con uh, uh, ông chồng nếu mà có một người chồng tốt thì chồng cũng sẽ cùng uh, tham gia gánh vác việc nhà với vợ nhưng mà cái việc nhà đó là cái việc ai cũng phải làm đúng không không thể nói là uh, trước kia thì tôi tự do bây giờ tôi tôi lấy chồng rồi tôi không cũng không tôi không muốn làm việc nhà không cái không không thể nói là như thế được uh, cho nên là cái, cái việc mà khi mà một khi mà đã cam kết là một người vợ là một người chồng thì thì chúng ta phải làm làm tròn cái nghĩa vụ đó nhưng tuy nhiên là chúng ta cũng không bao giờ được quên bản thân mình. À, dù chăm chồng chăm con nhưng mà chúng mình vẫn phải có một cái cuộc sống riêng của mình. Mình vẫn có giữ mối quan hệ bạn bè, vẫn có thể đi cà phê với bạn gái, vẫn có những cái thời gian đi um, đi thậm chí đi du lịch một mình. À, như bản thân cá nhân mình khi mà con gái 2 tuổi, làm ông xã ông xã nghỉ xin nghỉ làm một tuần để ở nhà trông con và vợ đi du lịch đi thổ nhĩ kỳ một mình.